Con làm đó là làm gì? Dạ làm bao bì á. À bao bì à, công ty bao bì á. Dạ. Hàng che bụi là phải rồi. Nhìn bình thường như vậy nhưng mà mụn ẩn nó nằm ở dưới á, cho nên nó dày cộm hai cái má luôn. Làm nha. Mặt con đẹp trai quá trời này, mắt mũi miệng mũi cao nè, chỉ có cái da nó hơi mụn thôi. Chăm sóc da kỹ xíu thì mụn là da mặt mũi nó sáng sủa và nó cũng dễ nhìn. Con đi làm là thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không? Dạ chủ nhật được nghỉ. À chủ nhật nghỉ. Tuần được nghỉ một ngày chủ nhật hả? Dạ. Nhà con là đông anh em không? Dạ có chị em gái. Tức là mẹ con coi video của cô Thủy. Dạ đúng rồi. Xong rồi ngày nào mà cũng coi. Xong rồi thấy con mụn quá, xong rồi bà kêu con qua đây. Dạ. Này bữa nay con đi rồi bữa sau á một tuần nữa con sắp xếp con quay lại nha. Chứ mặt con mụn nhiều vậy lấy một lần nó không có hết, tại vì nó dài ở dưới á. Xong về rửa mặt sạch nè, bôi thuốc. Em cố gắng nha.
mụn rất là sâu và cứng luôn. Ừ, cứng quá trời luôn à. Em sẽ lấy hai cái góc rồi. Chị nhíp đi.